Đến hay lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Ước Thế Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, không có mấy tiếng tăm trên bản đồ thế giới, nhưng mà chúng ta vẫn chỉ là một nước nghèo, chưa có gì nổi trội như các quốc gia đồng văn khác như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên khi nhắc đến Việt Nam, rất nhiều bạn bè quốc tế và đặc biệt là nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ Latin cực kỳ ngưỡng mộ và yêu quý Việt Nam. Đối với họ, Việt Nam, chứ không phải là Trung Quốc, mới là quốc gia có lịch sử hào hùng, đáng để nói theo. Vậy thì tại sao người nước ngoài lại phát cuồng về lịch sử của Việt Nam đến vậy? Đâu là những sự kiện lịch sử Việt Nam có ảnh hưởng lớn nhất đến cả thế giới? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Sự kiện đầu tiên chính là chiến công 3 lần đuổi quân Mông Nguyên của nhà Trần. Vào năm 1225, dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, nữ hoàng nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng nhờ ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức là vua Trần Thái Tông. Nhà Trần chính thức thay nhà Lý. Sau khi chính thức nắm quyền cai trị nhà Trần, ra sức củng cố nội chính và chấm dứt nạn cát cứ từ cuối thời Lý. Từ năm 1229, sau khi Nguyễn Nộn ốm chết, các lực lượng chống đối cơ bản bị dẹp. Trong khi đó ở phía Bắc, Trung Quốc từ lâu đã bị chia cắt. Nhà Tống phải rút xuống phía Nam trước sự xâm lấn của nước Kim, của người nữ Trần. Phía Tây bên nước Tây Hạ chia cắt. Tới đầu thế kỷ 13, người Mông Cổ ở phía Bắc nước Kim thống nhất dưới quyền của Thành Cát Tư Hãn trở nên lớn mạnh. Mông Cổ đánh xuống phía Nam, tiêu diệt Tây Hạ vào năm 1227 và Kim năm 1234. Mặc dù đã mở rộng bờ cõi bao la sang phía Tây, diệt nhiều nước Tây Á và đánh sang châu Âu, người Mông Cổ tiếp tục tiến xuống phía Nam để tiêu diệt Nam Tống. Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm Vương quốc Đại Lý, Vân Nam ngày nay, muốn đánh chiếm Đại Việt để tạo thế gọng kìm, bao vây Nam Tống. Các đoàn ngoại giao của Mông Cổ được phái sang Đại Việt đề nghị mở đường cho quân đội Mông Cổ đi qua để lên đất Tống. Nhưng các vua Trần không những từ chối mà lại còn cho bắt giam các nhà ngoại giao Mông Cổ. Chiến tranh nổ ra vào đầu năm 1258 khi Ngột Lương Hợp Thay cùng con trai là A Du đem 3 vạn quân người Mông Cổ và 1,5 vạn quân người Đại Lý tấn công Việt Nam. Quân Mông Cổ đã mau chóng giành được thắng lợi, chiếm được kinh đô Thăng Long, nhưng rồi cũng mau chóng bị quân Đại Việt đánh bật. Cuộc chiến năm 1258 chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng. Đến cuối tháng 1 năm 1258 thì quân Mông Cổ thất bại và rút khỏi Đại Việt. 27 năm sau, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ra lệnh xâm lăng nước Đại Việt. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng 2 đến 6 tháng, từ cuối tháng 12 năm Giáp Thân đến cuối tháng 4 năm Ất Dậu, tức là cuối tháng 1 đến cuối tháng 5 năm 1285 dương lịch. Lần này quân Nguyên chuẩn bị chiến tranh tốt hơn, huy động lực lượng lớn hơn rất nhiều, tới hàng chục vạn quân. Ngoài lục quân từ phía Bắc tiến xuống, còn có thủy quân từ mặt trận Chiêm Thành ở phía Nam đánh bổ trợ. Cũng giống như lần trước, quân Nguyên lại gặp khó khăn về cung ứng lương thực. Lần này còn có phần nghiêm trọng hơn vì số quân Nguyên đông hơn so với lần trước. Nhà Trần thực hiện tiêu thổ kháng chiến khiến quân Nguyên không thể lấy được lương thực từ dân bản địa. Trong khi đó quân Đại Việt đã nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ đợi đối phương mệt mỏi, suy giảm nhuệ khí. Khoảng gần 2 tháng sau khi rút về Thanh Hóa, Đại Việt phản công. Dọc theo sông Hồng, quân Đại Việt lần lượt giành thắng lợi tại cửa Hàm Tử, nay thuộc Khoái Châu Hưng Yên, bến Trường Dương, Thượng Phúc, nay thuộc Thường Tín Hà Nội, giải phóng Thăng Long. Cánh quân phía Bắc của quân Nguyên trên đường rút chạy đã bị tập kích tại sông Cầu, tại Vạn Kiếp, Vĩnh Bình. Cánh quân rút về Vân Nam bị tập kích tại Phú Ninh. Cánh quân phía Nam bị tiêu diệt hoàn toàn tại Tây Kết, Khoái Châu. Ngay sau khi bại trận về nước năm 1285, quân Nguyên chỉnh đốn quân ngũ, bổ sung lực lượng để phục thù. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, quân Nguyên cho đóng nhiều tàu chở lương thực theo đường biển để trở lại đánh Đại Việt lần thứ 3. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng gần 4 tháng, từ cuối tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288. Quân Nguyên chia làm 3 cánh vào Đại Việt từ Vân Nam, từ Quảng Tây và từ Quảng Đông theo đường biển vào Đại Việt. Giống như hai lần trước, quân Nguyên đánh bại quân Đại Việt trong một số trận đánh ở trên bộ lẫn trên biển, nhưng lại chịu một tổn thất quan trọng, đó là lương thực chuyên chở bằng tàu biển đã bị mất hết do bão biển, đi lạc và sau đó bị các đơn vị của Trần Khánh Dư tiêu diệt ở Vân Đồn. Quân Nguyên tập trung ở Vạn Kiếp và đánh rộng ra xung quanh, chiếm được Thăng Long, nhưng lại trùng kế giống như hai lần trước. Khác với hai lần trước, lần này quân Đại Việt không chỉ huy động lực lượng lớn chặn đánh quân Nguyên từ đầu mà chỉ đánh có tính kìm chân. Bộ chỉ huy và phần lớn lực lượng Đại Việt rút về vùng Đồ Sơn, Hải Phòng, từ đó tổ chức các cuộc tấn công vào căn cứ Vạn Kiếp và đánh thủy quân Nguyên. Vì thiếu lương thực và có nguy cơ bị đối phương chia cắt, quân Nguyên bỏ Thăng Long rút về Vạn Kiếp, rồi chủ động rút lui dù quân Đại Việt chưa phản công lớn. Cánh thủy quân của quân Nguyên đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng khi định rút ra biển. Các cánh bộ binh quân Nguyên khi đi qua Bắc Giang và Lạng Sơn đã bị quân Đại Việt phục kích, tấn công dữ dội.
sau thất bại lần thứ 3 năm 1288 ở Đại Việt. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt vẫn chưa muốn đình chiến. Sau 3 lần thất trận, nhà Nguyên vẫn tiếp tục lập ra kế hoạch là xâm chiếm lần thứ 4. Sang các năm sau, Vương Nguyên tiếp tục muốn điều binh sang nhưng chưa gặp thời cơ thuận tiện. Có năm sắp tiến quân thì tranh tướng chết nên hoãn binh. Năm sau định đánh thì phó tướng lại chết nên lại đình chỉ việc tiến quân. Tới năm 1294, lại định điều binh lần nữa thì chính Hốt Tất Liệt chết. Cháu nội là Nguyễn Thành Tông lên ngôi không muốn gây chiến với Đại Việt nữa. Việc chiến tranh với nhà Nguyên từ đó mới chấm dứt. Đế quốc Mông Cổ lúc này đã quá rộng lớn nên lại phát sinh nguy cơ phân liệt. Cuộc chiến giữa những đội quân Mông Cổ với nhau, nhà Nguyên với Hãn Quốc sát hợp đài, đã góp phần làm suy yếu bớt lực lượng, gián đoạn kế hoạch xâm lược lần thứ 4 của Nguyên Mông. Ngoài ra, việc nhà Nguyên liên tục xuất chinh đã vắt kiệt sức cung ứng của người dân, khiến phát sinh nội loạn. Sự đấu tranh của nhân dân miền Nam Trung Quốc chống lại sự cai trị hà khắc của triều đình nhà Nguyên dẫn tới hàng loạt các cuộc khởi nghĩa ở đây, khiến Nguyên triều tốn không ít lực lượng, tiền của để đàn áp, cũng khiến kế hoạch xâm chiếm Đại Việt lần thứ 4 phải hủy bỏ. Có thể nói chiến thắng của quân dân Đại Việt trước quân Mông Nguyên đã bẻ cong dòng chảy lịch sử thế giới trong thời kỳ mà vó ngựa Mông Cổ giày xéo hầu hết đất đai Á Âu. Ba cuộc kháng chiến này được xem là một trong những trang sử hào hùng nhất của người Việt Nam và cũng là chiến công tiêu biểu của triều đại nhà Trần. Sự kiện thứ hai chính là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhưng thực dân Pháp từ lâu đã có ý đồ xâm lược trở lại Đông Dương. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, được Đế quốc Mỹ, Anh thỏa thuận. Chính quyền De Gaulle quyết định gây chiến tranh, đặt lại ách thống trị ở Đông Dương. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Quốc phòng Pháp quyết định đưa 6 vạn quân sang Đông Dương. Từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến năm 1946, cuộc kháng chiến diễn ra trên chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên vào thời điểm này, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đang đứng trước muôn vàn khó khăn, không thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô cả nước với thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ trương hòa hoãn nhân nhượng, cố gắng giải quyết cuộc xung đột Pháp Việt bằng con đường hòa bình. Chỉ ít cũng chỉ hoãn cuộc chiến tranh chậm nổ ra để ta có thời gian chuẩn bị lực lượng. Các cuộc hòa đàm Việt Pháp diễn ra, hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước Việt Pháp 15 tháng 9 năm 1946 được ký kết. Chiến tranh bị đẩy lùi một bước, không từ bỏ ý đồ xâm lược, thực dân Pháp ngày càng lớn tới đòi nhân dân ta hạ vũ khí đầu hàng. Khả năng hòa hoãn không còn, với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đêm 19 tháng 12 năm 1946, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cả nước đứng lên kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, quân dân ta đã chặn đánh tiêu hao lực lượng địch, bảo toàn lực lượng rút khỏi thành phố, phát triển lực lượng, phản công diệt địch trong chiến dịch Việt Bắc. Sau khi mở ra được địa bàn chiếm đóng trên cả nước, Thu Đông năm 1947, Pháp tập trung trên 2 vạn quân, mở cuộc tấn công lớn, hiệp đồng quân binh chủng từ nhiều hướng bao vây căn cứ Việt Bắc, tìm diệt quân chủ lực và đầu não kháng chiến của ta. Tuy nhiên mục tiêu chiến dịch không đạt được, lại bị thiệt hại nặng và có nguy cơ bị bao vây tiêu diệt nên địch phải rút lui. Ngày 22 tháng 11, quân Pháp bắt đầu rút khỏi Việt Bắc, dọc đường bị quân ta phục kích một số trận. Ngày 22 tháng 12 năm 1947, chiến dịch kết thúc. Chiến dịch Việt Bắc kết thúc thắng lợi, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu 6.000 địch, đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch, làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng, bảo vệ cơ quan lãnh đạo, chuyển kháng chiến sang giai đoạn mới. Từ năm 1948 đến chiến dịch biên giới năm 1950, phát triển chiến tranh du kích, đẩy mạnh vận động chiến tranh, chiến thắng biên giới. Sau chiến dịch Việt Bắc, thực dân Pháp phải chuyển hướng chiến lược chiến tranh, từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh phải chuyển sang đánh lâu dài, thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Tháng 6 năm 1950, Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, gắn liền với phe xã hội chủ nghĩa, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Từ năm 1951 đến chiến dịch Điện Biên Phủ, giữ vững quyền chủ động chiến lược, đẩy mạnh tiến công và phản công, giành thắng lợi quyết định, kết thúc chiến tranh. Sau thất bại ở chiến trường biên giới, thực dân Pháp còn cố giành lại quyền chủ động chiến lược bằng cách tăng quân, thay tướng, xin thêm viện trợ của Mỹ. De La Tre, De Tassini, viên tướng được coi là tài giỏi nhất của nước Pháp lúc đó, được cử sang Việt Nam với kế hoạch là phát triển quân số, xây dựng hệ thống cứ điểm vững chắc, tập trung giữ chiến trường chính là Bắc Bộ, đồng thời tăng cường càn quét Bình Định, Trung Bộ và Nam Bộ, kết hợp với đánh phá,
bao vây kinh tế, chiến tranh tâm lý với vùng căn cứ kháng chiến. Để giữ Tây Bắc Việt Nam và Thượng Lào, Navarri cho quân nhảy dù tăng cường cho Điện Biên Phủ, xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, thành nơi tập trung binh lực thứ hai sau đồng bằng Bắc Bộ. Quân Pháp chấp nhận đương đầu với chủ lực của ta ở Điện Biên Phủ, coi đây là nơi nghiền nát chủ lực Việt Minh. Như vậy, Điện Biên Phủ lúc đầu không có trong kế hoạch thì nay lại trở thành trung tâm điểm của kế hoạch Navarri. Tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn. Sau 3 đợt tấn công, 55 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quyết liệt, mưu trí, sáng tạo. Cuối ngày 7 tháng 5, quân ta giải phóng hoàn toàn Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch gồm 16.200 tên, trong đó có tướng De Catteri. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, góp phần quyết định làm phá sản kế hoạch Navarri và làm sụp đổ ý chí xâm lược của thực dân Pháp, dẫn tới thắng lợi của kháng chiến chống Pháp. Không những thế, sự kiện này còn có ý nghĩa cổ vũ tinh thần rất lớn cho các nước thuộc địa khác trên toàn thế giới. Trước năm 1954, chủ nghĩa thực dân xâm chiếm các thuộc địa trên khắp thế giới. Nước Anh từng có một câu bất hủ: mặt trời không bao giờ lặn sau lưng đế quốc Anh. Đó là tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Những nước tiên tiến và có vũ khí hiện đại đánh dẹp các nước nhỏ bé, lạc hậu, khai thác tài nguyên, bóc lột người dân và chuyển về cho mẫu quốc. Nhật đánh Trung Quốc, Pháp lấy Đông Nam Á, còn Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha thì lấy Nam Mỹ. Tình trạng này sẽ kéo dài, các Anh lớn sẽ phân chia thuộc địa, cho đến khi Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Với chiến thắng gây rúng động này, tướng Giáp trở thành vị tướng được ái mộ trên toàn cầu và tạo nên một cú hích tinh thần cực lớn lên các thuộc địa khắp thế giới. Tinh thần giải phóng dân tộc dâng cao và lần đầu tiên các nước thuộc địa hiểu rằng họ có thể chiến thắng các kẻ thù lớn hơn, và các nước lớn bắt đầu hiểu họ không thể kiểm soát được các thuộc địa theo cách bóc lột nữa. Một năm sau, đến lượt quốc gia Algeria vùng lên giành độc lập. Khi rời khỏi chiến hào để xông lên tấn công đồn Pháp, các chiến sĩ Algeria tay cầm súng hô lên 3 chữ Điện Biên Phủ. Sự kiện thứ 3 và có lẽ cũng là chiến tích oai hùng nhất trong lịch sử 4.000 năm của nước Việt: kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết, cuộc chiến tranh kết thúc, quân Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Theo Hiệp định Geneva, sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước Việt Nam. Nhưng đế quốc Mỹ, với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu, đã lợi dụng cơ hội gạt Pháp ra, nhảy vào tổ chức, chỉ huy ngụy quyền, ngụy quân tay sai, viện trợ kinh tế quân sự, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài nước ta. Cả dân tộc ta lại bước vào chiến đấu chống xâm lược mới. Thời kỳ đầu, giữ gìn lực lượng chuyển sang khởi nghĩa từng phần, phong trào đồng khởi, miền Bắc ra sức củng cố, xây dựng theo hướng xã hội chủ nghĩa, làm căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước. Miền Nam từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần, đánh bại cuộc chiến tranh một phía của Mỹ. Từ năm 1955, đế quốc Mỹ xây dựng cho chính quyền Ngô Đình Diệm một đội pháo binh, thiết giáp chủ lực cùng 54.000 quân địa phương dưới sự điều khiển trực tiếp của Mỹ thông qua gần 700 cố vấn quân sự. Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm do Mỹ dựng nên ra sức phá hoại Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam, thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng. Ngay sau khi hội nghị lần thứ 15, Trung ương Đảng, Chính phủ đã cho lập đoàn vận tải quân sự Trường Sơn, đoàn 559, bắt đầu chi viện người và vũ khí cho miền Nam. Từ năm 1961, cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc, tuy quy mô không lớn nhưng có ý nghĩa báo hiệu sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt. Ở miền Bắc, ngày 4 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng nên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, loan báo tàu chiến Mỹ bị Hải quân Việt Nam tấn công ở hải phận quốc tế ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ để ngày 5 tháng 8 năm 1964 gây ra cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc nước ta. Từ giữa năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân chiến đấu vào miền Nam, liên tục mở hai cuộc phản công chiến lược mùa khô năm 1965 đến 1966 và 1966 đến 1967 với ý đồ tìm diệt cơ quan đầu não kháng chiến và một bộ phận chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nắm vững thời cơ có lợi. Đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân dân ta mở cuộc tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân, đồng loạt tấn công địch ở 4 thành phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn trên toàn miền Nam, gây cho địch thiệt hại lớn và khủng hoảng tinh thần, tạo bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quân dân miền Bắc quyết tâm vừa đánh thắng Mỹ, vừa đảm bảo sản xuất và đời sống, vừa tích cực chi viện cho miền Nam. Đến cuối năm 1968, quân dân miền Bắc đã bắn rơi, bắn cháy 3.234 máy bay,
diệt và bắt sống hàng nghìn giặc lái Mỹ, bắn chìm, bắn cháy 143 tàu chiến, tàu biệt kích Mỹ ngụy, đánh bại chiến tranh phá hoại lần một bằng không quân và hải quân của Mỹ. Bị thất bại nặng nề ở Việt Nam trước làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam trên thế giới và ngay trong nước Mỹ ngày càng mạnh mẽ, ngày 1 tháng 11 năm 1968, chính phủ Mỹ buộc phải tuyên bố chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc và phải ngồi vào bàn thương lượng ở hội nghị Paris năm 1968 đến 1973. Trước thất bại nặng nề của quân đội Sài Gòn, Mỹ cho không quân và hải quân trở lại đánh phá ác liệt ở miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc. Cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12 năm 1972, chiến dịch Linebacker Second bị đập tan và là một điện biên phủ trên không đối với đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về Việt Nam 27 tháng 1 năm 1973, rút hết quân Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh thất bại. Tháng 4 năm 1975, sau khi chọc thủng và đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài Sài Gòn Gia Định của địch, ngày 26 tháng 4, năm cánh quân ta tiến vào Sài Gòn. Sáng 30 tháng 4, thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu trong nội đô. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập. Tổng thống Ngụy Quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi hoàn toàn. Nhân dân Việt Nam đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới với quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đây cũng là chiến bại chưa từng có trong lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Xâm lược Việt Nam, Mỹ đã qua 5 đời tổng thống, huy động 6 triệu lượt binh sĩ Mỹ, chi phí là 352 tỷ đô la. Ném xuống Việt Nam là 7 triệu 850.000 tấn bom, hàng chục triệu lít chất độc diệt cây, sử dụng những loại vũ khí, kỹ thuật mới nhất, chỉ trừ vũ khí hạt nhân. Nhưng đã chịu thất bại chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Nhân dân thế giới cực kỳ khâm phục trước những người nông dân Việt Nam bé nhỏ, lạc hậu và đã đánh thắng được đế quốc sừng sỏ lớn hơn nước ta hàng nghìn lần. Đây có thể nói là chiến thắng vĩ đại nhất, mang tầm quốc tế nhất của quân đội Việt Nam. Và video của chúng tôi cũng xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.